Vâng thưa quý vị, khoảng hơn 100 triệu người Mỹ sẽ phải đối mặt với nắng nóng trên khắp khu vực Đông Bắc, giữa Đại Tây Dương và một số bang miền Tây nước này. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã một lần nữa cảnh báo người dân chuẩn bị đối mặt với tình trạng nền nhiệt cao, có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, sự kết hợp giữa nhiệt độ mùa hè tăng cùng với độ ẩm cao sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm đối với người dân ở những nơi như khu vực miền Tây. Khi cả độ ẩm và nhiệt độ không khí đều cao, cơ thể sẽ khó đổ mồ hôi hơn, trong khi đó đổ mồ hôi giúp con người giảm khoảng 80% nhiệt trong cơ thể. Sau khi cơ thể đổ mồ hôi và nóng rát, nếu có một cơn gió mát thổi tới thì tôi sẽ cảm thấy mát và dễ chịu hơn, nhưng nếu độ ẩm quá cao, cơ thể sẽ cảm thấy thật khó chịu. Khi tình trạng đổ mồ hôi khó diễn ra, cơ thể có thể sẽ gặp hiện tượng quá nhiệt. Nếu không tìm được cách hạ nhiệt nhanh chóng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, bao gồm các vấn đề về hô hấp và tim mạch, thậm chí là tử vong. Ngoài trời đang nóng so với mức tưởng tượng, tôi lớn lên ở một trang trại nhỏ ở Georgia nên đã quen với thời tiết ấm áp. Nhưng với thời tiết nóng như thế này, cơ thể tôi bị mất nước. Buổi sáng khi thức dậy tôi cảm thấy mình không được khỏe. Tôi đã phải uống 3 cốc nước mới cảm thấy khá hơn. Trong thời tiết nóng bức như này, bạn có thể kiệt sức bất cứ lúc nào. Mùa hè năm ngoái, hơn 2.300 người dân Mỹ đã thiệt mạng do nhiệt độ quá cao. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đang dự đoán 1 tháng 7 sắp tới với độ ẩm cao kỷ lục, đồng thời cảnh báo người dân nên hạn chế ra ngoài trời vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, uống nhiều nước và bổ sung khoáng chất nếu cần. Nếu một người bị bệnh do nhiệt, hãy đến nơi có bóng râm mát mẻ, để cơ thể thoáng mát hoặc làm ướt quần áo để giảm nhiệt độ cơ thể hoặc tắm nước mát.